Mới đây, một cô gái 23 tuổi đã vô cùng hoảng hốt khi thị lực 10 trên 10 bỗng chốc trở nên mờ ảo, nhìn thứ gì cũng không rõ. Tình trạng này xuất hiện cùng lúc với biểu hiện đau chân do phải đứng trên giày cao gót 8 tiếng mỗi ngày suốt vài tháng nay. Ban đầu, H 23 tuổi sống tại Phú Yên có thị lực rất tốt, thậm chí là 10 trên 10. Tuy nhiên, cách đây khoảng 2 tuần, cô bỗng dưng nhìn thấy mọi vật tối hơn trước như một đám mù sắp mưa. Tình trạng này xuất hiện cùng với biểu hiện nhức mỏi từ sống lưng, lan xuống hai chân, không đi được. Suy luận về nguyên nhân, H cho rằng lý do cô bị vậy là do liên tục phải đứng trên giày cao gót suốt 8 tiếng mỗi ngày. Sau vài tháng làm việc đã dẫn đến nhức mỏi chân, cuối cùng là gây ra mờ mắt. Khi thấy biểu hiện bất thường, H đã được người thân đưa đến nhà thuốc đông y ở địa phương chữa trị. Tại đây, cô được chẩn đoán là không có gì bất thường. Tuy nhiên, càng ngày, mắt cô càng mờ, lại đặc biệt khó chịu ở nơi có ánh sáng. Không thể chịu được nữa, H tiếp tục đến bệnh viện mắt tỉnh Phú Yên để được thăm khám. Sau thời gian kiểm tra, cô nhận được kết luận rối loạn điều tiết mắt. Chỉ cần về nhà uống thuốc và nhỏ thuốc mắt là khỏi. Thế nhưng, lại một lần nữa tình trạng chuyển biến nghiêm trọng, quá hoảng loạn, H nhanh chóng đến bệnh viện mắt thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ kết luận H bị viêm dây thần kinh thị giác, không rõ nguyên nhân, không xuất phát từ nguyên nhân mỏi nhức hai chân do công việc. Để giải quyết tình trạng này, các bác sĩ đã chỉ định H thực hiện phác đồ điều trị trong 5 ngày. Hiện thị lực cô đã hồi phục khoảng 40% và tiếp tục uống thuốc tại nhà, khám theo lịch hẹn. Mắt là một bộ phận rất quan trọng, cần phải được bảo vệ và chăm sóc kỹ càng. Một khi triệu chứng bệnh càng chuyển biến nặng, thì khả năng phục hồi thị lực của mắt càng khó. Vì vậy, ngay khi có dấu hiệu bất thường, mọi người nên đến ngay cơ sở y tế uy tín để khám nhé.